Ngày hôm nay 13 tháng 6 thì giá xăng trong nước có khả năng sẽ tăng tới 1.000 đồng một lít, kéo giá xăng RON 95 lập kỷ lục mới. Nếu vậy thì giá xăng sẽ tăng lần thứ 6 liên tiếp. Lãnh đạo của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết, do giá xăng dầu thế giới tăng cao nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành vào ngày hôm nay 13 tháng 6. Nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm từ 700 đến 1.000 đồng một lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt ngưỡng 32.000 đồng một lít. Còn giá dầu diesel trong kỳ điều chỉnh lần này sẽ tăng mạnh trên dưới 2.000 đồng một lít. Tính từ đầu năm cho đến nay, trong tổng số 14 kỳ điều hành giá có tới 11 lần tăng giá xăng, chỉ có 3 lần giảm.